Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình Checkpoint số 11. Trong chương trình này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật cú giao bóng spin hay còn gọi là cú giao bóng xoáy còng và kỹ thuật giao bóng slide hay còn gọi là bóng xoáy ngang. Trong phần trước tôi đã giới thiệu cho các bạn những kỹ thuật nâng cao của cú giao bóng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp với phần giao bóng slide hay là giao bóng xoáy ngang. Trong kỹ thuật giao bóng, tất cả những cú giao flat, giao slide, giao spin, tức là xoáy ngang, giao thẳng và giao bóng xoáy còng, thì điều khác biệt của những cú giao bóng này không phải là động tác mà cách tiếp xúc của mặt vợt vào quả bóng như thế nào sẽ tạo ra những đường bóng đi khác nhau. Ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cách phân biệt cú giao bóng slide và cú giao bóng spin sau này. Rất là đơn giản. Chúng ta hãy tưởng tượng đây là chúng ta có quả bóng và mặt quả bóng là một hình đồng hồ. Một hình đồng hồ. Khi chúng ta có đây là vị trí 9 giờ, vị trí 3 giờ, vị trí 6 giờ và vị trí 12 giờ. Thì các bạn muốn giao bóng slide thì mặt vợt của các bạn sẽ khi tiếp xúc bóng sẽ từ hướng 9 giờ đi qua hướng 3 giờ. Các bạn nhớ, mặt vợt của bạn khi tiếp xúc bóng sẽ ở vị trí 9 giờ đi qua hướng 3 giờ. Các bạn nhớ, mặt vợt các bạn sẽ từ hướng 9 giờ đi qua hướng 3 giờ và các bạn sẽ tạo một đường lăn của bóng trên mặt vợt như thế này. Bóng càng lăn nhiều trên mặt vợt theo hướng từ 9 đến 3 giờ thì các bạn sẽ tạo được một quả bóng xoáy ngang. Ở đây tôi sẽ làm một động tác cơ bản cho các bạn sẽ có thấy. Khi chúng ta tiếp xúc bóng, chúng ta tưởng tượng tiếp xúc bóng ở đây. Đây từ hướng 9 giờ, chúng ta đi qua 3 giờ và sau đó chúng ta kết thúc. Các bạn làm lại cũng giống như động tác kỹ thuật nâng cao. Chúng ta có vị trí đứng, người hướng về ô giao bóng, chân chắc chắn là phải bằng một vai. Chúng ta chuyển trọng tâm từ chân trái chuyển ra sau và chúng ta cũng chuyển ngược lại. Động tác trophy pose, chúng ta tung bóng. Nhưng khi chúng ta từ động tác trophy pose chúng ta lên, chúng ta vừa quăng vai và chúng ta hướng mặt vợt. Chúng ta để ý là mặt vợt từ dưới nè, chúng ta sẽ đi hướng bắt đầu đây 9 giờ, tiếp xúc bóng sẽ là 3 giờ và kết thúc. Ở đây tôi sẽ làm một động tác cho các bạn xem nhé. Nó sẽ là có hình như thế. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hành với bóng. Ở hai điểm các bạn lưu ý khi các bạn giao bóng slide, có thể ngay từ lúc đầu các bạn chạm bóng, các bạn không thể ngay được từ hướng 9 giờ đến 3 giờ và các bạn có thể tập cú giao bóng bắt đầu từ ngay điểm tâm điểm của quả bóng, ngay điểm giữa và các bạn kéo quả bóng qua hướng 3 giờ. Khi các bạn đã quen rồi, các bạn sẽ tiếp xúc gần hơn một tí xíu từ hướng 9 giờ qua 3 giờ và cứ như thế các bạn tập dần dần, các bạn sẽ quen được động tác này. Và các bạn nên lưu ý, khi chúng ta đã kết thúc ở điểm 3 giờ xong, chúng ta cũng phải xoay mặt vợt về hướng này, tránh trường hợp khi các bạn đưa qua hướng bên phải
và rất dễ chúng đầu ống quyển hoặc là va chạm với vật và chân. Và tiếp theo chúng ta sẽ có bạn Trịnh Đức Toàn sẽ là người làm động tác thị phạm cho chúng ta, động tác giao bóng xoáy ngang. Bạn thấy bạn Trịnh Đức Toàn giao, bạn đã làm rất rõ động tác chuyển trọng tâm từ trước ra sau và từ sau chuyển về phía trước. Lý do tại sao chúng ta phải làm động tác chuyển trọng tâm đó là lúc nào chúng ta giao bóng chúng ta cũng phải muốn chúng ta đổ người về phía trước để tăng thêm cái sức nặng của cơ thể vào quả bóng. Vì nếu chúng ta bật ngửa, chúng ta không dồn trọng tâm về phía trước thì chúng ta sẽ có một động tác như vậy, chúng ta sẽ bị mất lực và tất cả trọng tâm của chúng ta sẽ trở về sau. Các bạn xem lại động tác chuyển trọng tâm của bạn Toàn nhé. Chiến thắng của Rafael Nadal tại Wimbledon năm 2008 đã chấm dứt 42 năm kể từ lần cuối cùng một tay vợt của Tây Ban Nha đăng quang ở giải đấu này, đó là Manolo Santana. Ngày nay người ta bắt gặp hình ảnh của Manolo Santana với vai trò tổ chức các giải đấu tại Tây Ban Nha và thường thấy ông có mặt trên khán đài theo dõi các trận đấu của Rafael Nadal, và ông là người hiểu rõ nhất giá trị chiến thắng mà Nadal đã được trên mặt sân cỏ. Manolo Santana chính là đứa con cưng của người Tây Ban Nha, anh đã giúp đội tuyển vô địch Davis Cup. Anh ấy là một chuyên gia lão luyện trên mặt đất nền. Tôi đã từng có trận đấu 5 set với anh ấy tại Pháp mở rộng, nhưng cuối cùng tôi thua 0-6 ở set quy định. Anh ấy tỏ ra quá tuyệt vời. Tài năng thiên phú trên mặt đất nền đã giúp cho Manolo Santana giành hai danh hiệu Roland Garros vào các năm 1961 và 1964. Sau đó, ông bắt đầu chuyển sự tập trung của mình sang mặt sân mới, đó là sân cỏ. Với người Tây Ban Nha, họ thường nói cỏ chỉ dùng cho bò mà thôi. Ông đã gây bất ngờ khi giành danh hiệu vô địch US Open và sau đó là Wimbledon chỉ trong vòng 2 năm. Với danh hiệu Wimbledon năm 1966, ông đã trở thành tay vợt đầu tiên của Tây Ban Nha làm được điều này.